Cây đu đủ là loại cây ăn quả rất là phổ biến ở nước ta. Thật bất ngờ khi biết rằng loại cây này không những cho ta trái ngon mà đây còn là một vị thuốc rất là quý, có công dụng điều trị rất là nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Theo kinh nghiệm dân gian thì tất cả những bộ phận của cây đu đủ, từ lá, thân, rễ, nhựa, hoa và quả thì đều được sử dụng để làm thuốc. Lá đu đủ thì được thu hái quanh năm, hoa đu đủ thì được thu hái vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, thường là hoa được phơi khô để làm thuốc. Quả đu đủ thì được thu hái từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, dùng quả xanh hoặc là quả chín. Rễ đu đủ thì được thu hái từ tháng 9 đến tháng 10. Thời gian này thì cây đu đủ đã thu hoạch quả. Người dân đào lấy rễ, bóc vỏ phần thịt của thân cây, thái mỏng rễ và thân, phơi khô làm thuốc hoặc là làm thực phẩm. Rễ thân đu đủ thì được phơi khô dùng để kho thịt hoặc là kho cá. Quả đu đủ có chứa rất là nhiều dưỡng chất như là glucose, protein, chất béo và một số ít muối vô cơ và rất là nhiều vitamin. Rễ thân đu đủ thì chứa nhiều kali mironat, lá đu đủ thì chứa nhiều mironat. Cây đu đủ có vị đắng, tính hàn vào hai kinh tâm và phế. Công dụng của lá đu đủ là giúp hỗ trợ điều trị ung thư, điều trị ho, điều trị chai gót chân, điều trị bệnh dạ dày, tăng tiết sữa, bổ tỳ vị, mát gan, làm đẹp da, giải độc cá đuối. Cách dùng và liều dùng như sau. Để điều trị ung thư thì hoa đu đủ đực hoặc là lá đu đủ đực, loại lá đã già úa, khô từ 10 đến 15 g, cây sả đen 30 g, gốc cây sả 15 g, sắc nước cho bệnh nhân ung thư uống hàng ngày. Để điều trị ho thì hoa đu đủ đực khô 10 g, củ mạch môn 10 g, vỏ quýt 10 g, bách hợp 5 g, đường phèn 2 thìa, đem rửa sạch rồi hấp chín ăn hàng ngày. Để điều trị chứng chai gót chân thì dùng nhựa đu đủ bôi vào nơi gót chân bị chai. Điều trị bệnh dạ dày thì quả đu đủ, mía trắng, táo tây mỗi vị 30 g, đun nước uống hàng ngày. Để điều trị chứng thiếu sữa, ít sữa thì quả đu đủ xanh hầm với móng giò heo ăn hàng ngày. Cách làm này thì sẽ giúp lợi sữa rất là hay. Bổ tỳ vị, điều trị tỳ vị hư thì quả đu đủ 30 g, củ mài 30 g, sơn tra 10 g, gạo nếp 50 g, nấu ăn hàng ngày. Để bồi bổ sức khỏe thì ăn trái đu đủ chín hàng ngày thì sẽ giúp bạn bổ sung các khoáng chất, mang lại rất là nhiều lợi ích cho cơ thể. Để giải độc cá đuối cắn thì rễ đu đủ tươi 30 g, muối ăn 1 thìa, hai thứ trộn lại, giã nát và đắp vào chỗ bị cá đuối cắn. Làm liên tục trong khoảng 2 ngày là sẽ khỏi. Vị thuốc đu đủ thì rất là thông dụng, thì bạn có thể dễ dàng thu hái để làm thuốc. Tuy nhiên thì một số bộ phận của cây đu đủ còn khá hiếm như là hoa đu đủ đực. Hiện nay thì chúng tôi có cung cấp tất cả những bộ phận của cây đu đủ ở dạng khô. Các bạn có nhu cầu đặt mua hàng thì có thể gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn về sản phẩm và giao hàng tận nơi ạ.